vào chào nhá. Ông ạ. À. Ông ngại chưa? Cứ chào ngoan ngoãn nhá. Cảm ơn ông chưa? Xin chưa? Mồm đâu? Xin chưa con? À, xin ông chưa? Ông làm con. Anh không ngoan không? Ngoan ông mới tặng quà đấy. Nha, ngoan nhá, nghe lời mẹ nha con nha. Vâng ngại chưa? Ừ, yêu con lắm. À. Rồi ạ. Rồi. Vâng ạ. Cảm ơn ông ạ. Chào con bye nha. Bye bye. Kinh khủng khiếp. Có một ông già Noel đến tặng quà cho Thảo My. Một món quà không biết là gì đây. Quà kem. Đâu? Đây. Và một bộ kem. Gì nữa? Ui, bé sinh nhật. Cái kem. Máy tính tiền. Ui. Ui, bạn nào cũng được à? Hai bạn nó ngon mới được. Con có thích không? Có. Ui. Gặp được ông già Noel rồi. Cảm ơn ông chưa? Gặp ông già Noel con có thích không? Có. Ông có như trong hình không? Có. Ông có lâu dài nhỉ? Có.